Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Phần đầu video nói về mệnh, vì sao có tài phú và tính cách tuổi Nhâm Tuất. Phần sau nói về chi tiết 12 tháng sinh, luận về dụng thần mệnh khuyết. Phần cuối nói về ý nghĩa mệnh ngày sinh. Nhâm Tuất 1982, sinh từ 25 tháng 1 năm 82 cho đến 12 tháng 2 năm 83 dương lịch. Trước ngày 24 tháng 1 năm 82 thuộc tuổi Tân Dậu. Bạn đã kiếm tiền bao năm rồi? Bạn có hài lòng với số tiền mình kiếm được hay không? Tuất là một nhóm người có cơ hội kiếm tiền. Tuất là một tuổi khá đặc biệt trong 12 con giáp. Họ có khả năng chịu khó, kiên trì hơn những con giáp còn lại. Ngoài khả năng chịu khó, kiên trì, họ có khiếu kinh doanh, thích buôn bán, yêu thương gia đình và là người cọc tính hay nóng tính ngầm. Nhâm Tuất 1982 trẻ hơn Khải Toàn vài tuổi. Khải Toàn có những vị gia chủ tuổi này khá tài giỏi, nhưng họ lại không hoàn toàn hài lòng với công danh của mình. Họ làm việc không nghỉ ngơi dù thành công hay thất bại. Xét mệnh dựa vào năm có vài mật mã, xét thêm tháng sinh cho thêm vài mật mã của mệnh. Xét cả ngày giờ là đủ sinh thần bát tự và cả giới tính mới có thể luận chính xác một lá số. Sinh thần bát tự là định số. Định số cho ra nghiệp lực khác nhau của mỗi con người. Dù giàu hay nghèo thì người kiên trì luôn có cơ hội cải biến. Video này không phải video đơn giản. Không phải video chỉ nói vài câu về năm Nhâm Tuất là có thể hiểu ngay được. Cần bạn kiên nhẫn xem, tự tra ngày tháng năm sinh của mình, tự suy ngẫm lại mới có thể dụng theo. Người mà không kiên trì, đừng nói đến dùng phong thủy cải vận, ngay cả việc đợi cơm chín, họ cũng thiếu kiên nhẫn. Rất may đa phần người tuổi Tuất hoặc người sinh tháng Tuất có khả năng có tố chất đó là những người rất kiên trì, chịu khó, vì muốn vươn xa phải làm từ tốn, kiên trì là nhân, thành công là quả. Thiếu sự kiên nhẫn hoặc văn tự trong video này khó tiếp thu, các bạn nên lướt qua video. Ngược lại, cảm thấy văn tự thuận tai của bạn, bạn là người đủ cơ duyên. Biết thêm vài mật mã trong mệnh của mình để cải biến vận hạn. Chỉ là thay đổi vài phần mà thôi, không thể thay trắng thành đen, không thể chuyển nghèo thành giàu có được. Thế nào là mệnh giàu có? Đây là lá số của một anh gia chủ sinh tháng 10 năm 82. Anh là người của công chúng. Nhật chủ tức là mệnh ngày sinh, hành bính thuộc hỏa dương. Người sinh tháng Dậu kim vượng là mệnh kỵ kim thiếu mộc. Sinh ngày hỏa dương, chủ tháng là Dậu kim thuộc hành âm, là cung chính tài, chủ tháng có lực mạnh nhất, cuộc đời không khó để phát tài. Trong các video trước, Khải Toàn đã hướng dẫn cách tìm cung tài trong lá số, các bạn có thể xem lại. Nhìn vào lá số này, từ năm 34 tuổi, anh ta bước vào vận Quý Sửu. Chữ Quý hành thủy là cung chức vị về danh tiếng. Chữ Sửu là kim khố, tức là kho kim. Tuy chưa thật sự giàu có, dù đã có danh tiếng, nhưng là tiền đề cho tài lộc ở vận sau. Từ 44 tuổi, anh ta bước vào 20 năm vận có mộc. Mộc là dụng thần của mệnh này. Mộc còn được xem là nguồn tài, cơ hội để phát tài. Người mà sinh mệnh ngày thuộc hành dương, tướng mạo thường trung đến to lớn. Ngày sinh bính thuộc hỏa, đại diện cho mặt trời, là người có lòng ban phát. Năm Tuất tháng Dậu là người kiên cường, hết mực vì gia đình. Mệnh của người này có cái nhân tài phú vượng, hành vận sao trung niên được trợ lực lớn. Việc tăng hay giảm còn phụ thuộc vào nhân quả, phụ thuộc vào những việc tạo tác trước kia trong quá khứ. Có người lại hỏi, phong thủy có giúp phát tài không? Không, hoàn toàn không thể. Phong thủy là một phương tiện cho bạn thêm may mắn về công danh. Giả dụ bạn kiếm được 10 đồng, dụng đúng phong thủy cho bạn cơ hội kiếm được 12 hay 15 đồng. Không thể dùng phong thủy kiếm 50 hay 100 đồng, vì phong thủy cũng chỉ là một phương tiện, hoàn toàn không thay đổi được luật nhân quả. Bạn phát tài
là do trong mệnh của bạn có sẵn cái nhân tài phú từ đời trước. Mệnh không có tài phú, không có thần linh nào hay phong thủy nào có thể giúp bạn được. Dù bạn tài giỏi cỡ nào, thông minh ra sao, xe đắt tiền, dùng nhiều thiết bị công nghệ và có cả thầy phong thủy giỏi, chưa hẳn bạn đã thành công. Vì những thứ trên chỉ là những phương tiện. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện với ta là tốt nhất. Vậy phương tiện tốt nhất để cải vận là gì? Đó chính là tu dưỡng tâm tánh, mở lòng bố thí, tu trí huệ bằng thiền định. Tu là chuyển tâm, chuyển mê thành giác, thay đổi dần dần cái nhìn phàm phu bằng cái nhìn định tĩnh. Bạn đã đầu tắt mặt tối kiếm tiền bao năm rồi? 5, 10 hay 20 năm? Bạn có hài lòng với số tiền mình kiếm hay không? Chắc là không. Thế thì việc tu dưỡng tâm tánh cũng như thế, cũng phải cần mẫn mỗi ngày, cần tinh tấn mỗi ngày mới có thể đạt đến cảnh giới tâm thân tự tại, mới có thể dũng cảm dừng lại và tự trả lời cho câu hỏi: ta đầu tắt mặt tối vì điều gì? Ta làm việc vất vả cả đời vì ai? Vì trả nợ cho gia đình hay cho thiên hạ? Nếu đã ngoài 40 thì mắt đã kém dần, nếu vẫn chưa thành công thì bạn nên xem lại chính mình. Do mình xui xẻo, do mình mong cầu cao quá hay do vấn đề gì khác? Dù lý do gì, chỉ có một cách hữu hiệu nhất để bạn thay đổi được vận mệnh, đó chính là tu tâm dưỡng tánh. Tu là sửa, là bồi đắp, buông xả đi cái tôi. Bỏ được cái tôi sẽ không còn chữ tôi nghèo hay chữ tôi khổ. Khổ và nghèo sẽ không còn cái tôi để dính mắc vào. Vận hạn tốt hay xấu phụ thuộc vào nghiệp lực của mỗi người, phụ thuộc vào phong thủy nơi bạn sinh sống, phụ thuộc vào yếu tố tâm lý. Tâm bạn thiện thì bất kỳ nơi nào bạn sinh sống cũng có thể trở thành mảnh đất phước. Nhâm Tuất là năm sinh, là nhóm sinh có thêm vài cơ hội về tài phú. Những ai sinh tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là nhóm có cơ hội tài phú lớn hơn các nhóm khác. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi rơi vào nhóm 3, 6, 9, 12, tức tương ứng với tháng 4, 7, 10 và tháng 1 dương lịch. Nhâm Tuất sinh vào tháng Dần, Ngọ, Mão, tức nhóm 1, 2, 5, rơi vào tháng 2, 3, 5 dương lịch. Tánh khí sẽ như lò lửa, rất nóng tính. Những người sinh cuối năm vào các tháng Hợi, Tý, Sửu, vào các tháng 11, 12, tháng 1 dương lịch thường dễ an phận, nặng về tình cảm. Vì vậy, xét tuổi chỉ để là tham khảo, có thêm tháng sinh mức độ chính xác cao hơn, xét thêm ngày giờ sinh thì mới sát với mệnh được. Bát tự tứ trụ là 8 ô sinh thần bát tự, là định số nhưng vẫn có thể chuyển hóa nếu chính bản thân của bạn chịu tu tâm dưỡng tánh. Các bạn lưu ý, khi chọn nhà để ở hay là để kinh doanh, tuổi Nhâm Tuất không nên chọn cửa nhà ở cung tỵ góc 142 cho đến 158 độ đông nam, sẽ dễ phạm phải vong thần, chủ về kiện tụng thị phi. Về trường hợp hướng hợp với mỗi lá số, các bạn có thể xem thêm tại website. Người sinh nhóm 2 có sao Hàm Trì là sao đào hoa ăn nói. Người sinh nhóm 9 có sao Hoa Cái là ngôi sao tài hoa. Người sinh nhóm 6 có sao Quả Tú, mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm tình cảm. Chữ Nhâm hành thủy, chữ Tuất hành hỏa thổ, nhưng Tuất lại biến hóa. Nếu gặp Dần, Ngọ, Mão, Tuất sẽ chuyển thành hỏa. Nếu gặp Thân, Dậu sẽ chuyển thành kim. Xét theo niên mệnh, Nhâm Tuất 1982 là đại hải thủy. Thủy thì cần kim hoặc cần thủy sinh trợ. Nếu các bạn dụng theo cách này, nhất là các bạn sinh từ tháng 9 đến tháng 2 dương lịch, sẽ làm vận mình suy thêm, vì bản thân đã kỵ kim thủy mà dụng thêm nhiều kim thủy. Vì vậy, đôi khi khác mỗi giờ sinh, kết quả có thể khác đi rất nhiều. Mời các bạn xem tuổi Nhâm Tuất theo 12 tháng sinh để tìm ra dụng thần mệnh khuyết. Nam giới tuổi Nhâm Tuất kiên trì chịu khó khỏi bàn, đó là ưu điểm khó con giáp nào so sánh được.
Mệnh nữ nhâm tuất chịu khó không kém, họ chủ động trong cuộc sống của mình và cũng tự lập khá sớm. Dù là nam hay nữ của tuổi nhâm tuất, họ là những người giàu tình cảm, yêu thương gia đình, đam mê làm ăn kiếm tiền hơn làm ăn kiếm chuyện. Tuổi nhâm tuất nói chung là những người cần mẫn, có khí chất, chịu khó số 1. Họ là những người chăm chỉ, nỗ lực bội phần mới có thể được thành công, có thể ít được thành tựu, thành công với họ không dễ dàng. Được làm việc là khát khao của họ, họ khát khao được thành công, đạt được thành quả là hạnh phúc, không phải tiền bạc. Nhâm tuất là những người cộc tính, dễ nóng tính, họ rất háo thắng và khó chịu ra mặt khi ai đó bị bắt nạt. Bản chất của họ là những người có tâm thiện lành, hết lòng vì công việc. Họ luôn có lòng kiên định, dũng khí lao đến mục tiêu. Tuy dễ nóng giận, khó kiềm chế cơn giận của mình, nhưng họ lại không để bụng và không thù hằn người khác. Đa phần họ ra đời bươn chải khá sớm, trải qua nhiều biến động lẫn thất bại, nhưng với bản thân chịu khó của mình, họ vượt qua được rất nhiều thử thách. Họ tích lũy cho mình khả năng và kỹ năng sống rất tốt. Đa phần người tuổi tuất thích làm nghề kinh doanh hoặc là buôn bán, họ có sẵn năng khiếu đó, nhưng không dễ dàng thành công, phải trải qua nhiều giai đoạn mới có thể tích lũy. Trong công việc, họ đề cao tinh thần trách nhiệm, họ coi trọng danh dự, lời hứa của mình. Bởi vậy, tuổi nhâm tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Cuộc đời của họ gặp nhiều gian truân, khó nhọc mới thành đạt được. Bề ngoài của họ đa phần thích đơn giản, ngay cả những vị giàu có, họ cũng thích đơn giản giản dị. Họ là những người giàu tình cảm. Người mà giàu tình cảm, có lòng yêu thương chúng sanh, đó chính là tu pháp vô ý. Người mà chịu khó kiên trì, luôn tạo ra được nhân lành. Nhân lành thì quả thiện là điều không cãi bàn. Khải Toàn xin nhắc lại, xét theo tuổi mang tính chất tham khảo, không thể chính xác như xét sinh thần bát tự. Mời các bạn xem tuổi nhâm tuất theo từng tháng sinh. Nội dung hướng dẫn các bạn tìm ra dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Nếu các bạn kiên nhẫn xem, có thể phát hiện nhiều thông tin về bản thân của mình nhằm cải biến vận mệnh. Hãy để lại bình luận câu hỏi rõ ràng, ghi ngày tháng sinh dương lịch, đủ duyên Khải Toàn sẽ hồi đáp. Các bạn nên biết, không có chuyện vận dụng phong thủy là phát tài ngay, càng không có chuyện đem một món trang sức, mua một vật nào đó là phát tài ngay được. Nếu vận dụng đúng thì mỗi ngày tích góp cho mình một ít điều lành. Ví như mỗi ngày bạn bỏ ống heo một ít tiền, một thời gian sau con heo nuôi mới mập ú lên được. Thầy phong thủy nào đó cam đoan với bạn có cách phát tài nhanh. Hãy làm theo đi. Đó là những cách của tà ma. Một người nào đó giúp bạn phát tài nhanh thì họ có tiểu thần thông từ linh giới yêu ma và có thể mách bảo bạn một vài việc ở gần. Nhưng các bạn nên biết, việc gì bộc phát không thể bền lâu, hậu quả rất khó lường. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải nỗ lực và phấn đấu, cố gắng không ngừng nghỉ mới có thể thu hoạch. Trồng nhiều thu hoạch nhiều, trồng ít thu hoạch ít là lẽ tự nhiên. Các bạn xem video theo tháng sinh của mình vào website của Khải Toàn, tự tra lá số, ghi lại 8 ô sinh thần bát tự để tiện tra cứu. Các bạn lưu ý, thuộc số được tra theo bát tự tứ trụ, ứng dụng theo dụng thần mệnh khuyết. Các bạn phải lên Google tìm dụng thần mệnh khuyết để tìm hiểu thêm.